Alo chào anh nha, hôm nay mình lên cho anh em cái sản phẩm đó là full bộ nồi 67 ba lá hàng công ty chống giọng chống hú cho anh em chơi dòng xe 67 CD xin lời nha anh em. Thì đây là nồi ba lá nha, nồi nhông hộ, nồi ba lá nhông hú 17 răng 1769 nha. Đó, nồi này hàng chất lượng, mình bán mình bao với anh em là bao anh em là không giọng hú, sử dụng được từ xe zin tới xe độ luôn nha anh em ơi, zin từ xe zin tới xe làm được luôn. Thì một full một bộ đầy đủ bộ nồi ba lá chống giọng chống hú dành cho anh em chơi giống dòng xe 67 CD CL này là mình bán cho anh em với giá là 650 cành nha anh em. 650 cành nha. Full một bộ nồi. Mình bao với anh em là anh em về lắp vô là chạy, không cần phải làm bất cứ cái gì thêm nha anh em. Máy zin, máy làm, máy đôn đồ này kia là xài được hết luôn nha anh em. Đây. Bộ nồi. Hàng làm cực kỳ là chất lượng nha anh em. Đây nồi ba lá. Nồi ba lá nha. Nồi là công ty làm đã canh sẵn hết rồi, mình về là mình có ráp vô xe là mình xài thôi. Đó, và nó đi kèm theo cái bụng nồi là đầy đủ phụ kiện nha, hàng làm rất là đẹp chắc chắn nha. Đó, nồi ba lá cọc nhông hú nè anh em, mình bán full bộ này giá là 650 ngàn, 650 cành một bộ nha anh em, đầy đủ phụ kiện hết, nắp 4 lỗ rồi bạc đạn ron ốc rồi long đình chặn rồi này kia các kiểu, nói chung là đủ hết full. Đó. Anh em mua về lắp đặt chơi thôi nha. Nồi này mình bán giá là 650 nha. Còn anh em mua cái nồi cũng của hiệu này mà nhông hú 18 răng 2 lá 4 thì sẽ có giá là 500. Đó, nồi này nồi ba lá nhông hú 17. Đó, anh em mà xài nhông hú 17 thì dễ canh cái tỷ số tiền xe lắm nha anh em. Đó, zin độ cũng dễ canh. 650 bộ nha.